Vâng ạ, xin chào mừng các trở lại về trang kiến củ Mỹ xưa. Ngày nay mình lô kiến củ bọc vàng của Pháp, của Đức và của Mỹ xưa. Của Mỹ thì em có cây cơ nở vàng đầu chấm nhỏ thì em sẽ lên vào cuối. Trước tiên thì em sẽ lên những cây cây kính của Pháp trước. Đầu tiên là mã số 01. Đó là cây Amo nhạn bọc vàng của Pháp xưa thập kỷ 1950. Cái dòng này các bác mua về thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị nhé. Size 140. Cái dòng này thì đa phần các bác có tuổi thì sẽ bỏ cái mắt nâu trà hay màu đi, thì thay bằng lên cái mắt cận lão viễn loạn, chính là cận thị lão thị, loạn thị viễn thị. Ở đây nó là cái sở trường cũng như là cái tính cách của từng bác một thôi. Đây là mã số 01, cầu giữa nó có chữ amo và hai cái chện vuông. Đó, duy nhất ở cái kính dòng amo nhạn này thì các chưa về zin nhé. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video rồi và kèm theo những cái địa chỉ ở lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Đây là hàng chuẩn lâu nhất. Hàng chuẩn nông nhất là sản xuất tại Anh, Đức, Pháp. Còn chuẩn nông 2 là sản xuất tại Nhật và một số nước châu Á. Thì ngày nay nhiều đối tượng là hay bán kính bọc vàng vàng đúc của Nhật. Thì những cái kính khác họ bán kèm theo như Amor, Lamy hay Mekler, Mavic thì nó cũng là hàng của Nhật. Bởi vì sao? Bởi vì những đối tượng đấy là giấu địa chỉ, nó không công khai địa chỉ. Nó mua bán thì nó hẹn là cái địa chỉ không rõ ràng, tức là không công khai về địa chỉ nhà. Đấy, giấu địa chỉ kín, giấu nhẹ với chỗ khuất, chỗ khó nhìn. Đấy, hết sức lưu manh. Đây là mã số 1 Amon nhạn Pháp xưa có giá 4 triệu đồng hay gọi là 4.000K, mã số 1. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản, bác nào ship code, gọi là giao hàng không tiền ấy, thì vui lòng đặt cọc 100K. Về thời gian bán hàng em bán rất thoải mái từ 7 giờ đến 23 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần, không nghỉ ngày nào cả ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng là sốt quá thì em đi thẩm định giá đồ cổ xưa. Bác điện thoại trước thì em sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trần Trinh, lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn cuốn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đó là cái giá trị nhất mà khi mua bán sốc đồ cổ xưa lâu năm, nó có cái thân uy tín hơn 20 năm. Địa chỉ và số điện thoại luôn luôn gắn liền trên tường, ghim trên tường một cách rất là rõ ràng. Và đó là mã số 01. Bây giờ em sẽ sang mã số 02. Những cái dòng này thì em đi nhanh thôi. Mã số 02 cũng là Amo, nhưng Amo 3 răng, bản là kép. Con này size 135. Con này bản to hơn. Tất cả các dòng Amo thì đắt các bác đa phần. Mua về thì thay mắt cận lão viễn loạn, mình đeo rất là nhẹ nhàng. Mỗi phiên kính thì em rất là cẩn thận, ngoái cổ lắc cổ, ngoái đầu lắc đầu để luôn minh chứng rằng đeo kính đúng chân mặt, không bao giờ nghiêng, xô lệch rơi như lầm tưởng một số bác lớn tuổi. Amo ba răng, cầu giữa có chữ Amo và hai chện vuông, càng phải là chữ Amo Marie France. Chuyển về nguyên zin nhé. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video rồi và kèm theo những cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Hình thức bán thật cho hàng em đều ghi bên dưới video nhé. Đây là mã số 02. Hàng thật thì bọc vàng sáng gương, hàng giả hàng nhái nó trẻ để có đêm bao cũng này. Và những đối tượng bán hàng giả hàng nhái ấy, thì bao giờ là nó đề số điện thoại, Zalo, xong là inbox Zalo, nhắn tin địa chỉ, inbox địa chỉ, nhắn tin địa chỉ, chứ còn địa chỉ nó không được công khai. Đây là cái amo bọc vàng sang 135 có giá 6 triệu rưỡi. Tại sao là amo vòng đúc mà lại 3 triệu rưỡi 4 triệu? Đấy, những cái kênh đấy năm ngoái năm kia nói hay lắm. Nhưng mà thưa với các bác rằng là chỉ vài tháng ngày nay thôi cũng mất tăm mất tích đâu trái tăm hơi đâu cả. Rồi là rượu mới mình cũ, hiện nay nó cũng đang thuê mấy người dựng lên cái kênh kính mắt kính cổ rồi vintage để bán cái hàng Nhật, thỉnh thoảng trà trộn thêm hàng tàu. Mặc dù là kể cả mã code check code chăng nữa thì nó cũng đánh theo con số series thôi. Vì kính đời mới mà, làm sao lấy đâu được, kính cổ nhìn nó khác biệt luôn. Nên các bác hết sức tỉnh không sẽ rơi bẫy những đối tượng đấy. Các bác không nên nhìn lượng đăng kính kênh, lượng theo dõi trang có thể 10.000, 20.000 người, thậm chí hơn. Nhưng một khi mà đã không công khai chỉ mà cứ thỉnh thoảng cứ sau thời gian một vài tháng, một vài năm mà thay đổi chỉ thì hết sức cảnh giác, đa phần là ăn phải cái hàng giả, hàng kém, hàng chất lượng không ra gì luôn. Đấy, kể nước ngoài đi thôi. Và cái giá 6 triệu rưỡi nhé, mã số 02. Đây không phải nói xấu gì cả, vì thật sự các bác này, vì khi em ra nước ngoài em cũng từng trải qua cái kinh nghiệm như thế. Vì có lần mua ở thằng Tây nó hẹn là cổng công viên, rồi nó hẹn là đầu đường, cột đèn thứ mấy nữa cơ, đấy là còn thế cơ. Đây là đã đi trải nghiệm rồi. Nên là giờ chia sẻ lại để các bác còn nắm bắt. Và bây giờ chúng nó bắt trước cái kiểu là hẹn là cổng công viên, rồi là hẹn là cổng siêu thị hay cổng trung tâm thương mại, thì cái đấy đều là amateur hết. Còn mua bán thì mình cứ phải rõ ràng cái địa chỉ và số điện thoại, một địa chỉ một số điện thoại song hành.
nó mới là thương hiệu tín. Khi có đặt thương hiệu bao giờ cũng gắn liền ghim trên tường hơn 20 năm, đó là kinh nghiệm của cái nước ngoài thôi. Mã số 03, mã số 3 là Mavic đòn gánh. Những dòng này về khá nhiều, tất cả dòng Armor, Mavic đòn gánh hay chữ H này về khá nhiều. Đây là Mavic đòn gánh size 135 bọc vàng của Đức Cô Sát Thạc Vĩ 1950-1960. Tất cả thông tin về kính các em rất là rõ ràng, các bác hãy yên tâm. Con này size 135 nhé, con này là Mavic cầu to, cầu đều, cầu béo, bản béo nhé. Mavic gọi là Mavic cầu béo này, đấy, gọi là Mavic cầu béo nhé. Cái dòng này về khá nhiều. Ở cầu giữa nó có chữ Optima 18 mg, càng phải 135. Chui ve nguyên zin nhé, đây càng phải đây. Thông tin về kính là phải rõ ràng chứ, đấy, càng phải 135 Corona. Càng trái là Mavic 135. Đấy, thấy không? Rất là rõ ràng này. Hàng thật thì bao giờ nó bọc vàng sáng gương, nhìn nó sáng sủa lắm, nhìn nó kính nó khôn, kể cả đồng hồ nó tanh hết thôi, còn hàng dởm, hàng giả, hàng nhái thì trông nhìn nó dại. Thứ hai, hàng dởm, hàng giả, hàng nhái thì nó là có chơi chiêu thức là anh ở đâu mang qua xe bưng mua mua thôi, đấy là cái chiêu thức bán hàng kém, hàng giả, hàng nhái. Còn bên em mua bán quy trình là rõ ràng và lúc nào cũng đảm bảo pháp nhân pháp lý. Vàng cây Mavic cầu béo của Đức Quốc Sát thập kỷ 1950-1960 có giá là 6 triệu 9 thì gọi 6.900k nhé, rất đẹp. Đây là phá giá thị trường đấy, bởi vì em đã thông báo từ tháng 4 rồi là để trên các bác ủng hộ em, bên em hơn 20 năm bán tại nhà dần trinh thì bên em luôn đưa ra cái chính sách giá tốt, giá hợp tình, hợp lý, hợp lý. À, với phương châm giao lưu vui chính của bán đôi khi chỉ thiếu thôi. Đó là mã số 03 nhé. Bây giờ em sẽ chuyển sang mã số 04. Mã số 04 là Armor 3 răng, con này size 145. Một bốn năm thì rất là to. Bác nào mà chắn cao vuông sân đình, mặt vuông chữ điền, cao phải nói chung là trên 1m7, 1m75 đổ ra thì mới đeo vừa những cây này được. Cũng phải nặng khoảng trên 65 đến 70 cân đổ ra thì mới đeo vừa được. Vì cây Armor 145 này nó rất là to. Cái này thì là cái nẹp này, cái ve này vàng vàng này thì đây cái ve đây. Cái ve là đang vàng vàng này, ve là đã phần đã thay rồi. Thì còn tất cả là nguyên zin hết nhá. À, cầu giữa nó có chữ Armor và hai triện vuông. Càng phải Armor Marie France. Càng trái nó cũng thế, đảo chiều. Cũng là Armor Marie France. Tất cả thông tin về kính thì bên em đều ghi bên dưới video rồi. À, cái địa chỉ và số điện thoại cũng lâu năm, rất là yên tâm. Hàng phải đây nhá, mọi thứ rõ ràng lắm, đảm bảo. Cần trái đây nhá, rất rõ ràng. Cái này mã số 04 nhá, cái này size 145 Armor 3 răng bản lại ghép bọc vàng phát xuất thập kỷ 1950, có giá là 7 triệu 2, gọi là 7.200k. Những cái dòng này bác mua về sau khi có tuổi bỏ mắt nâu trà đi, mình thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị đều rất nhẹ nhàng, bởi vì dòng Armor bao giờ như thôi từ xưa nay rồi. Tiếp theo thì là mã số 05, mã xong là con Acer và bằng đều chữ nhỏ. Cái dòng này thì chắc là em chia sẻ nhanh hơn nữa, bởi vì tích quá trình là hơn 20 năm thì là dòng này em giới thiệu là chia sẻ và giới thiệu là rất là nhiều rồi. Thế là cũng không phải vòng vo 5 phút nhiều nữa. Con này size 52, chiều ngang là 13,8. Cơ bản vàng đầu chữ nhỏ thì thông thường sản xuất giai đoạn thập kỷ 1950, 1960 đến 1970. Thời kỳ ấy đều sản xuất từ 1955, 56, 57, 58, 59, 60 cho đến thập kỷ 70. Thì là nó sản xuất. Và song song thì nó thập kỷ 60 đến thập kỷ 70 nó cũng có chữ to. Đấy, chữ to thường thường khoảng 65, 70. Rồi cơn 12K là 65, 75. Còn cơn mạ vàng thì thập kỷ 70, 79. Tức là em chỉ bán những cái dòng như thế thôi, chứ còn không bán đời nông. À, bên em thì xưa này bán kính cổ đồ xưa, không bán đời mới. Nó rõ ràng. Và hàng bán ra được lúc nào được bao check bao test toàn cầu. À, gầm cầu dưới của cái kính này là AO 1/10 12KGF. Chui ve nguyên zin. Càng trái càng phải là American Optical 1/10 12KGF 5 1/2 đảo chiều. Đấy. Đấy nhá. Rất là rõ ràng luôn này. Đấy. À, tiếp theo thì là càng trái đây, càng trái đây. Đấy. Cái kính này thì là một bên nó bị hai đốm xanh, một bên thì nó bị một đốm xanh ở cái phần chuôi thôi. Đấy, cũng nhỏ thôi như chấm tăm thôi, nó không có vấn to gì cả. Bên này nghe thôi. Mỗi bên nó bị một chấm. Bên này bên trái thì bị hai chấm nhỏ như chấm tăm. Đấy, em quay rất là cận cảnh rồi nhá. Đấy, quay rất là cận cảnh luôn đấy. Thế đó còn tất cả là thành vách sắc nét đẹp, không có vấn đề gì cả.
và giá cũng rất êm ái luôn, là 18 triệu 200 hay gọi là 18.200k. À, giá là 18 triệu 200 hay gọi là 18.200k. Giá là 18 triệu 200 hay gọi là 18.200k. À, các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm và có thân uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn. Em và một số anh em chơi kính cổ đồ xưa 20 năm, 30 năm. Địa chỉ và số điện thoại luôn luôn gắn liền trên từng kim tường, một địa chỉ, một số điện thoại duy nhất, công khai, minh bạch, rõ ràng, đảm bảo có nhân pháp lý. Các bác mua bán tất cả kính cổ đồ cổ xưa của nó hiệu cũng phải nên chọn như thế, kể cả trong nước ngoài nước, bởi vì tránh những cái rủi ro. Bởi vì ngày nay nhiều đối tượng là nó chỉ có để một cái số điện thoại, xong inbox địa chỉ, nhắn tin địa chỉ, rồi inbox qua Zalo, thậm chí là anh ở đâu mang qua xe mưng mua thôi, thì đấy là nó là cái chiêu thức bán hàng giả, hàng kém chất lượng ấy thôi. Còn bên em bán kính cổ đồ cổ nó có quy trình rất rõ ràng, chuyển khoản thì em bao ship, ship code thì vui lòng đặt cọc 100-200k, rất đơn giản. Vâng, vừa rồi là góc độ chia sẻ nhé, quan điểm không lớn về đời. À, bác nào mà chưa kênh em đăng ký kênh, mà đỏ các bạn dưới video cũng có chuông để một cái link kênh hệ thống YouTube cho kỷ niệm rất nhanh. Nếu mua bán kính cổ đồ cổ xưa, bác đừng nhìn vào lượng đăng ký kênh, theo dõi trang, bởi vì có những đối tượng hay thuê đơn vị thứ ba quảng cáo, có xong thời gian chỉ một vài tháng lên rất nhanh, chỉ vài nghìn người, thậm chí hàng chục nghìn người, hàng chục nghìn người. À, tuy nhiên thì nó hay bán hàng của Nhật là tái bản và hàng tàu sẽ chọn vào. Các bác để ý là năm ngoái, năm mấy năm trước nhiều, rất nhiều kênh, lượng đăng ký kênh rất lớn luôn. Thế nhưng mà em thấy khoảng 6 tháng ở nay thì là cũng cùng một số bác bảo là không thấy mấy kênh ấy đâu nữa. Kênh bán rất đặc biệt là số kênh bán Amor, Lamy vàng đúc 3 triệu rơi 4 triệu mất tăm hơi thì nửa năm ngoái. Còn cái kênh bán hàng Nhật với cả đồng hồ trong Nam ấy, bây giờ cũng thấy đâu nữa. Thậm chí có một tháng chỉ thấy lên một lần, lên video một lần, thì cái đấy nó hết sức cẩn trọng. Đa phần là có sự mập mờ đấy, nó mới thế. Vâng, rất cảm ơn, xin chào các bạn sau.